Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, từ ngày mai trở đi, vùng áp thấp nóng phía Tây sẽ mở rộng hơn và bao trùm toàn bộ các tỉnh miền Bắc và miền Trung của nước ta. Vì thế, trong ngày mai, Bắc Bộ sẽ có nắng sớm hơn và cường độ thì cũng mạnh hơn so với hôm nay. Và khả năng cao, miền Bắc trưa chiều mai sẽ xuất hiện nắng nóng cục bộ với mức nhiệt cao nhất trong ngày mai dao động từ 32 đến 35 độ, có nơi cao hơn. Cũng chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây nên Trung Bộ trong ngày mai cũng có nắng cả ngày và duy trì suốt từ Bắc xuống Nam. Với diễn biến thời tiết như vậy thì nhiệt độ trong ngày mai ở toàn bộ các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận sẽ dao động từ 32 đến 34 độ. Riêng khu vực vùng núi phía Tây, các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào tới Phú Yên sẽ có nắng nóng với nhiệt độ cao 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Cùng với đó là độ ẩm trong không khí giảm thấp, nhất là thời điểm trưa và chiều, với độ ẩm phổ biến từ 45 đến 60%. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên không chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, các khu vực này sẽ chịu tác động của gió mùa Tây Nam, vì thế sẽ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, với thời gian mưa tập trung chính về chiều muộn và tối. Trong mưa dông cần đề phòng khả năng có sét và gió giật mạnh đi kèm. Còn ban ngày, Nam Bộ và Tây Nguyên chỉ có nắng gián đoạn với nhiệt độ trưa chiều ở Tây Nguyên phổ biến từ 29 đến 32 độ, còn tại Nam Bộ là từ 32 đến 35 độ. Trên biển, không khí lạnh yếu đi, vùng thấp nóng mới giai đoạn đầu ảnh hưởng, nên các vùng biển gió chưa mạnh. Ở khu vực Bắc và giữa của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió hướng Nam đến Tây Nam mạnh ở mức cấp 4. Khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam ở mức cấp 3 đến cấp 4, mưa dông vài nơi. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước. Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, không còn những cơn mưa nữa, hôm nay miền Bắc đón ngày mới với thời tiết nắng sớm. Cùng với sự phát triển và mở rộng nhanh của hoàn lưu vùng thấp nóng về phía đông, cường độ nắng ở Bắc Bộ càng về trưa và chiều càng tăng. Đồng nghĩa với nền nhiệt ngày hôm nay ở miền Bắc càng về chiều thì càng cao. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở toàn khu vực sẽ đạt ngưỡng từ 33 đến 35 độ. Ở phía Tây Bắc Bộ, nắng nóng cục bộ xảy ra ở khu vực Lào Cai, Sơn La và Hòa Bình. Còn ở khu vực phía Đông thì nóng cục bộ xảy ra ở các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang và Phú Thọ với ngưỡng nhiệt 35 đến 36 độ. Và theo đà phát triển của vùng áp thấp nóng phía Tây này thì từ ngày mai cả miền Bắc sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Không chỉ miền Bắc, oi bức từ sớm mà ở miền Trung, từ trưa và chiều nay, cùng với sự phát triển và mở rộng của hoàn lưu vùng thấp nóng, cộng thêm ảnh hưởng của hiệu ứng gió phơn nhen nhóm xuất hiện, nó sẽ làm cho khu vực vùng núi phía Tây, các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi xảy ra nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao 35 đến 36 độ. Các nơi khác của miền Trung thì chưa chịu ảnh hưởng của thấp nóng, trời nắng mạnh nhưng nhiệt độ trong ngưỡng cao 34 đến 35 độ. Nhưng cũng từ ngày mai khi thấp nóng mở rộng và bao trùm, gió phơn chi phối mạnh nên hầu khắp các tỉnh thành miền Trung, vùng từ Thanh Hóa trở vào tới tận Phú Yên sẽ đồng loạt xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Nắng ráo cũng là thời tiết trong khoảng thời gian từ sáng cho đến chiều ở các tỉnh thuộc Nam Bộ. Vì thế, trong ngày hôm nay, nhiệt độ ở cả miền Đông lẫn miền Tây đều duy trì ở ngưỡng tương đối cao từ 33 đến 35 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Trong khi đó, ở Tây Nguyên, nắng xuất hiện gián đoạn nên nhiệt độ thấp hơn, dao động từ 29 đến 32 độ. Nhưng đến chiều tối và tối thì dưới tác động của gió mùa Tây Nam ở phía Nam, mây dông sẽ phát triển và trút những cơn mưa xuống cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Diện mưa sẽ ở mức rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh đi kèm.
Trên biển, trong hôm nay ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi. Riêng ở phía đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió thịnh hành hướng gió Tây Nam ở mức cấp 4. Trong khi đó, ở khu vực giữa và nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, phổ biến có mưa vài nơi, thịnh hành gió Nam đến Tây Nam ở mức cấp 3 đến cấp 4. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước. Thank you.